Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình đây chiếc màn hình của Vsmart Aris Pro với phần camera ẩn dưới màn hình như này, camera trước ẩn dưới màn hình như này. Hiện tại rất là nhiều khách hàng gọi điện đến di động cao cấp.vn hỏi về màn hình cho Vsmart Aris Pro có còn hay không, có sẵn hay không. Thì hiện tại di động cao cấp.vn có sẵn tất cả các link phụ kiện trên Vsmart Aris Pro nói chung và phần màn hình cảm ứng của Vsmart Aris Pro nói riêng. Kể cả là khi mà Vsmart ngừng sản xuất cao mẫu điện thoại thì các linh kiện của máy đều có sẵn tại di động cao cấp.vn. Riêng đối với phần màn hình cảm ứng của Vsmart Aris Pro thì luôn có sẵn tại di động cao cấp.vn, chờ thay mới cho khách hàng tại di động cao cấp.vn. Quý vị các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới với các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Để tư vấn rõ hơn, cụ thể hơn về màn hình của Vsmart Aris, quý vị các bạn liên hệ kỹ thuật viên tại di động cao cấp.vn 0911582123 hoặc quý vị các bạn có thể đến trực tiếp với địa chỉ của di động cao cấp.vn. Những khách hàng ở xa không đến được di động cao cấp.vn, quý vị các bạn đặt hàng, chúng tôi sẽ ship màn hình Vsmart Aris Pro đến tận địa chỉ quý vị các bạn yêu cầu. Quý vị các bạn nhận được, quý vị các bạn mới phải thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Cảm ơn quý vị các bạn đã xem video từ di động cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp link phụ kiện để chỉ nhận thay mới màn hình cảm ứng cho Vsmart Aris Pro hàng đầu hiện nay. Cảm ơn quý vị các bạn.